Chị, trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị chạy quảng cáo Facebook Ads để tăng like cho fanpage của mình. Vâng, thực tế thì hiện nay rất ít người bỏ tiền ra chạy quảng cáo tăng like cho fanpage. Lý do bởi vì là nó có một cái hiện tượng đấy là dù mình có hàng trăm nghìn lượt thích hoặc là lượt theo dõi cho fanpage của mình, thì khi mình đăng bài vẫn có rất ít lượt tiếp cận tự nhiên mình có thể tiếp cận được đến với những người đã like bài viết của mình. Đây chính là một vấn đề khiến cho những nhà quảng cáo không còn mặn mà, và thậm chí là chẳng có ai điên mà đi chạy quảng cáo Facebook Ads để tăng like cho fanpage hoặc tăng follow cho fanpage. Vâng, cái này là một thực tế. Tuy nhiên, về góc độ kỹ thuật thì tôi vẫn sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chạy nếu như các bạn có nhu cầu. Thứ hai nữa là với những cái fanpage mới tạo lập thì tôi khuyên là chúng ta nên chạy quảng cáo. Chúng ta nên chạy quảng cáo một chút để tăng like cho fanpage, có thể lên được khoảng độ 10.000 hoặc là 20.000, thậm chí là đầu tư lên 100.000 lượt theo dõi, lượt tương tác càng tốt. Vâng, tôi có một bạn học viên, đúng không ạ? Bạn ấy nói với tôi là em đã bỏ ra khoảng hơn 100 triệu chạy quảng cáo Facebook cho fanpage. Từ một cái bếp bạn ấy mới lập được có một năm nay thôi, mới lập bếp trắng tinh. Bây giờ bạn ấy có hơn 100.000 lượt theo dõi hay là lượt thích cho fanpage của bạn ấy. Và hàng ngày bạn ấy đăng sản phẩm lên trên cái fanpage đó. Bạn ấy bán mỹ phẩm thì mỗi một ngày bạn ấy cũng có khả năng bán được từ 3 cho đến 5 đơn hàng nhờ cái lượng khách hàng đã like fanpage của bạn ý, đã follow fanpage của bạn ý, để bạn ấy bán được một số lượng đơn hàng và từ đó bạn ấy kiếm được một cái số tiền cũng khá là tốt. Với 3 đến 5 đơn hàng thì mỗi đơn hàng mỹ phẩm có thể lãi từ 30 đến 50%. Và giả sử rằng mỗi một đơn mình bán được khoảng 1 triệu thì một ngày mình có thể bán được 5 triệu và lãi khoảng tầm 30% đi, thì mình cũng có thể được tầm 1,5 triệu tiền lãi. Như vậy giả định rằng đều một tháng 30 ngày thì mình sẽ bán được khoảng thu nhập khoảng 40 đến 50 triệu. Như vậy chỉ khoảng 2 tháng hoặc chậm nhất là 3 tháng mình đã hòa vốn cái số tiền đầu tư mà mình đã chi để chạy quảng cáo tăng like cho fanpage của mình. Thế nhưng mà nếu mà cái bếp trắng tinh đấy mà mình đăng bài lên thì xin thưa là chẳng ai xem, không một ai có khả năng tiếp cận và không bán được. Đấy, thế mình tăng được thương hiệu, mình tăng được uy tín, mình tạo được tệp khách hàng tiềm năng. Đấy, từ đó mình có thể là chạy remarketing hoặc là chạy tệp lookalike. Đó. Ok. Dù bạn có muốn chạy hay không muốn chạy thì tôi vẫn sẽ hướng dẫn cho bạn cái kỹ thuật. Được chưa? Đầu tiên thì bạn sẽ vào cái tài khoản quảng cáo của mình. Ok. Sau đó thì bạn chọn tạo chiến dịch và bạn chọn đến tương tác, chọn đến chiến dịch tương tác. Vâng, ở đây thì mình đặt tên là tăng like fanpage. Ok. Hạng mục thì mình cũng bỏ qua. Đấy, tín dụng việc làm nhà ở, ví dụ mình bán quần áo, bán giày dép, bán mỹ phẩm, bán thời trang, đúng không ạ, bán đồ điện tử thì mình không cần. Đây. Chi tiết của chiến dịch, phần cách mua thì mình cũng vẫn sẽ để mua đấu giá. Vẫn sẽ để mua đấu giá. Đó, lượt tương tác. Vâng. Thử nghiệm A trên B thì mình có thể bật hoặc là không bật nếu muốn. Vâng. Và ngân sách chiến dịch Advantage Plus thì mình cũng có thể bật hoặc không bật nếu muốn. Hai cái này là cái gì thì tôi đã hướng dẫn rất kỹ trong cái video dài 1 tiếng 20 phút về thiết lập chiến dịch quảng cáo và tối ưu quảng cáo, một cái bài hướng dẫn chạy quảng cáo chi tiết rồi. Thế nên là các bạn xem lại cái video đấy thì tôi không hướng dẫn trong video này nữa. Vâng, và sau đó thì mình đặt ngân sách. Ngân sách là cái số tiền mình chi, mỗi một ngày mình muốn chạy bao nhiêu tiền thì mình đặt vào đây. Ví dụ như mình có thể đầu tư cho nó khoảng độ 500.000 một ngày hoặc là 1 triệu một ngày, tùy mình. Vâng, mình bấm tiếp tục.
sang phần nhóm, đúng không ạ? Sang phần nhóm thì mình chọn ở trong phần lượt chuyển đổi, mình chọn trong phần lượt chuyển đổi thì lúc này mình sẽ chọn đến trang Facebook. Lúc này mình sẽ chọn đến trang Facebook. Ở đây chính là mình đang chạy tăng like đấy để thu hút tương tác cho trang Facebook. Và mục tiêu là mình sẽ tối đa hóa số lượt thích cho trang like, tức là lượt thích. Vâng, mình chọn đến cái fanpage mà mình muốn chạy. Có thể là mình sở hữu nhiều fanpage thì mình sẽ chọn đến cái fanpage mình muốn chạy. Ngân sách thì mình đã đặt ở cho phần ngân sách Advantage Plus rồi. Thì phần này mình chỉ đặt phần lịch chạy thôi. Còn nếu mà ở phần Advantage Plus mình chưa bật thì chỗ này mình sẽ đặt ngân sách ở đây, nó sẽ hiển thị ở đây. Vâng, đối tượng thì mình cũng sẽ chọn vị trí, tuổi tác, nhóm giới tính, nhóm mục tiêu chi tiết bao gồm và nhóm mục tiêu chi tiết loại trừ. Trong phần bao gồm và loại trừ thì đều có phần nhân khẩu, sở thích, hành vi. Và hướng dẫn của cái phần nhóm mục tiêu chi tiết này thì các bạn cũng xem trong video hướng dẫn về chạy quảng cáo chi tiết, và cũng có một video nói về chủ đề target và super target. Đấy, thì các bạn xem thêm, tôi sẽ không nói lại nữa. Và bạn tích vào cái tiếp cận những người không thuộc phạm vi nhắm chọn mà nếu có khả năng cũng được. Ngôn ngữ thì bạn chọn tiếng Việt, ok. Đấy, vị trí quảng cáo, lúc này thì bạn có thể chọn vị trí quảng cáo làm Advantage tự động, Advantage Plus, hoặc là bạn chọn vị trí quảng cáo thủ công, tùy vào phương pháp bạn chọn. Thì ví dụ như bạn chọn Advantage thì Facebook nó sẽ tự hiển thị quảng cáo của mình đến những cái vị trí mà nó cho rằng là phù hợp và tiếp cận được nhiều nhất có thể. Đến đây thì mình sẽ chọn trang fanpage tiếp tục, đúng không ạ? Và lúc này thì mình sẽ phải làm nội dung cho nó. Nội dung cho nó thì bao gồm một cái hình ảnh hoặc một cái video. Đây chúng ta nhìn thấy có phần nội dung quảng cáo, file phương tiện đây. Chọn một hình ảnh hoặc chọn một video. Thí dụ như đây, mình sản xuất một cái video, mình đưa lên đây, mình chạy. Sau đó mình viết mô tả, hãy bấm like em đi để mua sản phẩm của em. Ví dụ như thế, đúng không ạ? Vâng. Ở đây thì tôi sẽ lấy sẵn. Vâng, tôi sẽ lấy sẵn hình ảnh có trong fanpage, hoặc là tôi sẽ đăng từ bên dưới đưa lên. Rồi. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có một cái hình ảnh như này và mình chọn thông điệp. Thời trang công sở thiết kế ABC gì đấy, đúng không? Đấy, mình sẽ đưa một cái thông điệp giá rẻ và cam kết bảo hành bảo trì mình viết vào đây. Thì khi mình chạy cái này thì người ta sẽ bấm like, người ta sẽ bấm like cho fanpage của mình. Đấy, và số lượng người thích trên trang của mình sẽ tăng lên để các bạn có thể gia tăng nhận biết thương hiệu và tăng được cái lượng khách hàng tiềm năng. Đấy. Thế còn về ngân sách chạy thì các bạn nên phân bố cục ra. Ví dụ như mỗi ngày bạn chạy 1 triệu Việt Nam đồng cho chiến dịch thì bạn có thể chi khoảng 100.000 hoặc 50.000 bạn chạy tăng like nha. Bạn chạy hàng ngày, ngoài cái bài bạn chạy bán hàng ra thì bạn vẫn chạy tăng like thêm bằng cách là bạn chi từ 5 đến 10% ngân sách. Hoặc là ban đầu, nhất là cái page ban đầu của bạn ấy. Page ban đầu của bạn thì bạn sẽ chi một cái ngân sách lớn để mình làm. Ok. Đấy. Thì tùy vào cái mục đích của các bạn để các bạn làm. Tùy vào mục đích, các bạn nên là làm nội dung dạng hình ảnh hoặc dạng video kèm với một cái game show, kèm với một cái chương trình gì đó để các bạn sẽ có một cái lượt like nó rẻ hơn. Giá một lượt like nó cũng dao động khoảng từ 2 đến 3 nghìn. Nếu mà bạn làm nội dung tốt, video hay thì giá có thể sẽ rẻ hơn và viral tốt hơn. Đấy, và thậm chí là cái video đấy xây dựng thương hiệu cho bạn rất là tốt và có thể bán được sản phẩm luôn.
bằng cách là bạn sẽ chọn một số những cái sản phẩm cực đẹp. Đấy, sau đó thì bạn cho một cái giá thật hấp dẫn. Mục đích của bạn là tạo phễu để bấm like, tăng tăng like cho bài viết. À, xin lỗi, tăng like cho fanpage của mình. Thì cũng rất là tốt. Và một cái page của mình, ví dụ như bây giờ 100.000 like, 200.000 like hay 500.000 like thì rất là uy tín, đúng không? Thông thường thì hiện nay tôi biết là hầu hết mọi người đều không chạy quảng cáo tăng like. Thì cái ý định của tôi sẽ chạy là, một là chạy đối với những cái fanpage mới, chạy đầu tư. Đấy, giống như bạn làm mỹ phẩm này. Thứ hai là chạy hàng ngày nhưng mà với một cái ngân sách 5 đến 10% thôi. Đấy, để xây dựng thương hiệu, để duy trì. Đấy là cái cách của tôi làm. Còn chúng ta không mua bút like, không mua like ảo, không làm những cái thứ đấy không giải quyết được việc gì, và sau này fanpage của chúng ta còn bị ảnh hưởng, được chưa ạ? Vâng, thì tôi xin phép kết thúc cái phần video hướng dẫn chạy quảng cáo tăng like fanpage cho các bạn. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.